Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến. Đầu xuân năm mới, mình được gặp vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang, chúc mọi nhà lão thọ trường hào, thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được bề trên ban cho lộc lớn mà tránh họa đắc phúc, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, trôi chảy, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, vận may tới tấp thì bất ngờ. Chấn động, cuộc đời tuổi Canh Thân sinh năm 1980, hái lộc xuân mới, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được thần tài hậu ái ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, làm đâu chúng đó, may túi ba gang mang đi đựng tiền, giàu có, xứng tầm đại gia. Quý vị thân mến, nếu biết cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ ta đã chẳng đến với thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm, mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh. Cuộc sống quá đỗi vất vả, khiến chúng ta phải vay mượn thêm để sống qua ngày, thì nay lại phải oằn mình gánh chịu thêm việc suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc làm mất hết, tiền đâu mà trả nợ, nghĩ tới đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy? Tuy nhiên, đang cơn bĩ cực, thì con giáp tuổi Canh Thân sinh năm 1980, bất ngờ được thần tài tìm tới ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Đúng tháng 1 âm lịch tới đây, tháng đầu tiên của năm mới 2024 Giáp Thìn, phúc tinh, lộc tinh hội tụ, giúp tuổi này rửa sạch, vẫn xui, cuộc đời sang trang mới. Đánh đâu thắng đấy, ôm tiền tỷ nhét, chật két, xây nhà tậu xe, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ, khiến cả thiên hạ nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, vận trình con giáp này sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng đầu năm mới này? Tại sao họ lại may mắn tới vậy? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video luận giải dưới đây của kênh Minh Đường Tử Vi quý vị nhé! Quý vị thân mến, nhà bình luận văn học người Anh Milton từng nói, hãy học cách sống đơn giản nhất và đừng để những suy nghĩ phức tạp phá hủy đi vị ngọt của cuộc sống. Khi còn trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, tuổi tác tăng dần, trải qua những tháng năm sông pha và sự tôi luyện của cuộc đời, chúng ta ngày càng trưởng thành, nhìn rõ bản chất của cuộc sống. Và rồi chúng ta hiểu được, cha mẹ ngày càng già đi, con cái lớn lên trách nhiệm nặng nề đè lên vai, phải học cách chút bỏ những gánh nặng không cần thiết để đời nhẹ gánh. 1. Loại bỏ tâm trạng tồi tệ. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống nào như vậy chưa? Dễ dàng lo lắng khi có chuyện xảy ra và không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, thường hối hận về hành động trước đó. Ai cũng có những cảm xúc tiêu cực, nhưng việc học cách không bị cảm xúc trói buộc là một điều tất yếu trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Nhà tâm lý học người Hà Lan Ronald Podo nói, cảm xúc có thể lây lan như bệnh cúm đến những người tiếp xúc gần gũi. Trong cuộc sống ai cũng có cảm xúc tiêu cực. Những loại cảm xúc này có tính lây lan rất cao. Nếu không biết dựng bức tường bảo vệ, thì toàn bộ năng lượng sống của bạn sẽ liên tục bị tiêu hao. Cuộc sống có quá nhiều thứ không ưng ý. Nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, thì im lặng tránh xa là lựa chọn tốt nhất đến một độ tuổi nhất định. Đây cũng chính là sự khôn ngoan trong việc đối xử tốt với bản thân. Chỉ bằng cách giữ năng lượng tích cực và kiểm soát nhịp sống, bạn mới có thể trở thành người làm chủ thực sự của cuộc đời. 2. Bỏ đi tham vọng quá độ. Người xưa có câu, nếu không đoạn trừ dục vọng, sẽ như thiêu thân lao vào lửa, đốt cháy thân xác cho đến khi tắt lịm. Nếu lòng tham không còn, như con đười ươi say rượu, không muốn làm chuyện gì trên đời, ham muốn tham vọng là nhu cầu bình thường của con người.
nhưng bạn không thể để nó bành trướng lấn át tâm hồn. Làm người thì phải biết bằng lòng và biết đủ, chỉ như vậy mới có thể sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Nhiều khi tham vọng không được kiềm chế sẽ khiến con người đánh mất chính mình và rơi xuống vực thẳm. Cuối cùng, bạn chỉ có thể để mình trở thành nô lệ của mục tiêu theo đuổi quá độ. Có rồi thì muốn có nữa, không sở hữu được thì hủy hoại bản thân. Chỉ khi đến một độ tuổi nhất định, bạn mới thực sự hiểu rằng từ bỏ những tham vọng cao xa là cách tu thân dưỡng tính tốt nhất để bước vững vàng hơn trên đường đời. 3. Rời xa những mối quan hệ giả mạo. Trên Du nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức có câu hỏi: sự thật tàn khốc nhất trên đời là gì? Một người trả lời: các mối quan hệ của người trưởng thành không bao giờ bị chi phối bởi tình bạn sâu sắc mà bởi giá trị sẵn có. Trưởng thành thực sự là khi hiểu được sự thật rằng những mối quan hệ được thiết lập thông qua trò chuyện và cười đùa bên bàn tiệc có lẽ sẽ không thể vượt qua được thử thách trong cuộc sống. Giao lưu xã hội có nghĩa là trao đổi tài nguyên. Khi không có giá trị thì dù bạn có quen biết bao nhiêu người cũng vô ích. Những mối quan hệ không hiệu quả sẽ chỉ lãng phí thời gian và sức lực quý giá. Đến một độ tuổi nhất định, bạn mới nhận ra rằng thay vì lãng phí thời gian vào kiểu giao tiếp giả tạo này, tốt hơn hết nên dành thời gian cho bản thân để rèn luyện tìm kiếm phiên bản tốt hơn của chính mình. Đời người giống như một chuyến hành trình, bước vào độ tuổi khác nhau, nhìn thấy những khung cảnh không giống nhau, bạn sẽ có tâm trạng khác nhau. Nửa đầu cuộc đời, chúng ta liều lĩnh tiến về phía trước, nhưng hầu như chẳng đạt được gì. Khi trưởng thành rồi về già, nếu muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn, chúng ta phải học cách gác lại hành lý nặng nề và thong dong bước tiếp. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tuổi Thân nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Tuổi Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, tuổi Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, người tuổi Thân vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Tuổi Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Người tuổi Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với người tuổi Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Những người sinh năm Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện khi giải quyết vấn đề. Họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Ví dụ, như tuổi Thân cung Thiên Bình, họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhờ khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, người tuổi Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng. Sự sáng tạo linh hoạt là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp người tuổi Thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, người tuổi Thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường, công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác người thường. Tuổi Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác. Tuổi Thân sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa, vì thế họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng làm điểm tựa. Người tuổi Thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của người tuổi Thân. Đàn ông tuổi Thân có cá tính ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau, còn phụ nữ tuổi Thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của người tuổi Thân giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong tháng Bính Dần mở đầu năm Giáp Thìn, vận trình của người tuổi Canh Thân tiềm tàng không ít hung hiểm, nhiều biến động thăng trầm, cần hết sức thận trọng. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực lại có họa thị phi luôn rình rập, dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm, đã vậy những lời bàn ra tán vào, đâm đạt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Trong tháng này, bạn cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình,
đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở, để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bày trò ra sao, cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Đừng quá lo lắng, nguyệt lệnh lâm đất lâm quan sẽ mang đến những tín hiệu tích cực vào thời khắc khó khăn nhất. Nhưng mọi chuyện vẫn cần bạn tự thân nỗ lực thì mới có thể vượt qua sóng gió, khi đó lại thêm sự nâng đỡ của các tinh này, sẽ giúp hóa hung thành cát. Tài lộc trong tháng sa sút nghiêm trọng, do ảnh hưởng của đại hao hung tinh gây ra, tiền bạc trong túi cứ vơi dần. Dù bạn có tính toán ra sao, hầu hết đều phải chi tiêu cho những công việc quan trọng, nên bạn không thể không rút hầu bao. Việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, tuổi Canh Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Đây quả là một tháng nhiều gian nan với những chú khỉ, khi hết công việc, tài lộc đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật, tình cảm lứa đôi ngày càng nhạt nhòa, nhưng chẳng ai còn muốn chủ động hâm nóng. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Canh Thân âm lịch về sự nghiệp cho thấy, đường công danh của những chú khỉ ngay trong tháng đầu xuân năm mới vấp phải không ít sóng gió lớn nhỏ, áp lực gia tăng, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện xảy đến. Cục diện tương xung thái tuế tác động trực tiếp lên công việc của bạn, gây nên nhiều biến động thăng trầm, bạn sẽ thấy khối lượng công việc đầu năm không hề ít, có những lúc phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ, hãy dành thời gian xem xét, thay đổi cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn, nếu không cứ tình trạng này kéo dài, e rằng việc khó thành, tinh thần của bạn lại bị stress nặng. Đã vậy tiểu nhân vận trong tháng không hề nhỏ, luôn có họa thị phi rình rập, những lời bàn ra tán vào, đâm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Trong tháng này, tuổi Canh Thân cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở, để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bày trò ra sao, cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến đóng góp của những người xung quanh. Đừng quá độc đoán kẻo chuốc lấy thất bại. Nếu làm được điều đó, người tuổi này sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh. Yên tâm, trong nghịch có thuận, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội xoay chuyển tình thế. Xem phi tinh tháng, sao Lục Bạch chủ chức vụ nằm ở phương Tây Bắc, bạn nên quét dọn sạch sẽ khu vực này trong nhà. Không nên để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, có thể đặt tháp văn xương trên bàn làm việc để đảm bảo tâm trí mẫn tuệ, thúc đẩy công danh thuận lợi. Xét phương diện tài lộc, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 1 âm lịch. Đã gặp tháng tương xung với bản mệnh, lại có đại hao hung tinh hoành hành, người tuổi Canh Thân khó mà gặp may mắn về tiền bạc trong tháng này. Thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của, chi tiêu vượt mức dự toán, có thể rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần ngay đầu năm. Dù bạn đã đặt ra rất nhiều kế hoạch, nhưng mọi chuyện cứ đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, tài chính chủ yếu tổn hao ở những mục đích không thể không rút hầu bao. Hung vận quá lớn, nên việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, chỉ cần hòa vốn là may lắm rồi, chứ chẳng dám mong cầu có lãi. Tuổi Canh Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ kế hoạch cầu tài, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh ở thời điểm này. Bạn vẫn nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tốt hơn. Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Bên cạnh đó, Canh Thân cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá như này, đồng tiền đi liền khúc ruột. Kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền, lại vừa mất cả mối quan hệ. Trong tháng, bát bạch chủ tài lộc nhập cung Đông Bắc, người cầm tinh con khỉ muốn giảm bớt nguy cơ phá tài, thì nên chăm chút hơn cho phương vị này trong nhà, có thể đặt bể cá hay bát nước thả hoa ở đây để tài vận khởi sắc hơn. Xét phương diện tình duyên, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng, đây quả là một tháng nhiều gian nan với người tuổi Canh Thân khi hết công việc, tài lộc đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ như vẫn ổn, nhưng bên trong lại nhiều mâu thuẫn, trục trặc, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng thiếu sự hài hòa, vì ai cũng bận rộn không có thời gian chia sẻ, thiếu sự chia sẻ, quan tâm là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau về cả thể xác và tâm hồn.
Mâu thuẫn giữa các cặp đôi âm ỉ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau những cuộc cãi vã, tranh chấp triền miên, từ những vấn đề nhỏ nhưng cả hai chuyện bé xé ra to. Chẳng còn bao dung cho nhau như thuở mới yêu, những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều, hai bạn sẽ thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Nếu còn muốn gìn giữ tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt trước khi quá muộn. Với người độc thân, có nhiều lý do khiến chuyện tình cảm của bạn chưa đâu vào đâu, nhất là với nữ mệnh, có thể vì quá kén chọn mà lỡ dở nhân duyên tốt đẹp, cũng có thể thì quá sợ hãi, lo lắng do vết thương lòng còn vương lại nên không dám bày tỏ tình cảm. Bởi thế, người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng vì hàng loạt lý do ấy, nếu không chịu thay đổi, e rằng tình trạng này còn kéo dài. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 1 âm lịch. Về cơ bản, tình hình sức khỏe trong tháng 1 âm lịch của người tuổi Canh Thân không gặp phải chứng bệnh tật nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn dễ mắc các triệu chứng đau đầu, mỏi mệt, uể oải do áp lực công việc lớn, suy nghĩ nhiều nhưng sinh hoạt lại thiếu điều độ. Điều này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là stress. Ngoài ra, những chú khỉ có thể sẽ bị chứng mất ngủ hành hạ trong tháng này. Nguyên nhân chính cũng là do chế độ ăn uống và luyện tập thể thao không khoa học, ăn nhiều, ít vận động. Trong tháng Bính Dần nhị hắc chủ về bệnh tật đang ở phương Tây Nam, bản mệnh cần lưu ý tránh để đồ màu vàng hay đỏ ở phương vị này trong nhà. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Canh Thân nhận thấy, con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong tuần bởi điểm hung hạn khá lớn, báo hiệu những điều xui xẻo có thể xảy ra trong thời gian tới. Con đường công danh của bản mệnh khá sáng với ấn quan tương hợp, bản mệnh giành được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng thăng tiến trong tương lai. Nhưng bù lại thì trong thời gian này, bản mệnh phải cố gắng gấp nhiều lần, dịch mã bôn ba khắp trốn, người tuổi Canh Thân vì công việc mà phải vất vả ngược xuôi. Chẳng còn nhiều thời gian để dành cho bản thân mà gia đình bởi đã phải cống hiến hết mình cho công việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh mà còn khiến cho vận trình tình cảm có phần sa sút, không phải người ấy không thông cảm cho bạn. Nhưng khi cứ chờ đợi mãi mà không được đáp đền, thất vọng sẽ càng lớn hơn. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quan tâm ít nhiều đến người mình thương nhé. Tiền bạc sẽ tới với bản mệnh vào cuối tuần đầu tiên tháng 1 âm này, chính tài và thiên tài cùng tụ hội. Dù là ngày nghỉ nhưng tài lộc vẫn ào ào tới, con giáp này có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái mua sắm tùy theo ý mình. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Tuần mới của người tuổi Canh Thân không được tươi sáng cho lắm, đường công danh sự nghiệp bị thiên quan ngáng trở. Kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, làm rối tung những kế hoạch đang từng bước diễn ra của con giáp này. Tuy nhiên, Thái Dương Cát Tinh là vị thần hộ mệnh, nâng đỡ bản mệnh, nhất là nam mệnh vượt qua những cơn hoạn nạn. Tuy phải gánh chịu hậu quả là tiến độ làm việc đi xuống, nhưng ít nhất bản mệnh không bị giáng chức, chịu trách nhiệm cho những vấn đề đang tồn tại. Chuyện tình cảm cũng không được tốt khi mà người độc thân rất vất vả để tìm kiếm người tâm đầu ý hợp với mình, song chặng đường yêu phía trước có vẻ vẫn còn rất dài. Người đã có đôi thất vọng, chán nản trong công việc, quay ra chút giận lên nửa kia của mình, vô cớ nổi nóng, khiến cho mâu thuẫn không ngừng nảy sinh giữa hai người. Riêng về tiền bạc thì có thể nói vận trình tài lộc của người tuổi Canh Thân khá lý tưởng, tử vi phương Đông cho thấy, thiên tài và thực thần cùng xuất hiện, báo hiệu nguồn thu nhập của bản mệnh đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh, thì có lẽ thời gian tháng riêng đằng đẵng cuối cùng cũng đã sắp kết thúc, guồng quay công việc đã bắt đầu về với nhịp điệu ban đầu. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Canh Thân hung vận lấn át, âm sát cận kề, bản mệnh cần phải thận trọng trong những việc liên quan đến tiền bạc. Kẻ xấu bày mưu hãm hại, phá hoại việc làm ăn của con giáp này, nên bản mệnh phải tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Ngoài ra kiếp tài còn báo hiệu rằng, người tuổi Canh Thân vốn tinh anh tài trí, cũng có những lúc đặt niềm tin lầm chỗ, mù quáng làm theo những lời của kẻ xấu. Tiền bạc trong tay cũng vì thế mà tổn hao, hãy theo dõi thêm tử vi hàng ngày của 12 con giáp để có những sự chuẩn bị phù hợp với biến chuyển sắp tới. Công việc của bản mệnh trải qua nhiều thăng trầm. Con giáp này dường như chưa đủ tập trung vào công việc của mình, thương quan khiến cho bản mệnh sao nhãng, việc chính không lo mà lơ đễnh vì lo lắng đến những việc ngoài luồng. Bản mệnh không nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình thì khó tránh khỏi những sai lầm lớn. Chính ấn vẫn đang để cơ hội cho bản mệnh phát huy năng lực của mình và tiếp bước thăng tiến. Riêng về chuyện tình cảm thì bản mệnh không được may mắn cho lắm,
người hữu duyên thì vô ý, mà người có tình lại chẳng mặn mà. Tình yêu đến không đúng lúc, với không đúng người thì cũng chỉ là có duyên mà không có phận, để lại những nuối tiếc khôn nguôi. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Canh Thân cát khí có phần eo hẹp, lép vế trước sát khí lan tràn, đầu tuần công việc diễn tiến khá trôi chảy. Bản mệnh còn được tả phù nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt công việc để có được những cơ hội tốt hơn, giành lấy tấm vé thăng tiến trong thời gian tới. Có điều, ở đời không ai lường trước được chữ ngờ, người tuổi Canh Thân cũng vậy, ở trên cao không nhìn thấy rõ những điều xảy ra phía dưới. Bản mệnh tin người quá đáng mà không kiểm tra lại những việc đã giao cho cấp dưới. Sai lầm này được thương quan dự báo rằng có thể phải đánh đổi kha khá để lấy lại vị trí ban đầu cho bản mệnh. Chuyện tình cảm không có nét tươi sáng, những mâu thuẫn giữa cặp đôi vẫn chưa được giải quyết, hai người chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày những điều còn ấp ủ bấy lâu. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình mà chưa từng đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu và thông cảm hơn cho người ấy. Đầu tuần cũng là lúc lộc vào tới tấp, tiền bạc vào nhà ào ào như nước, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều tăng lên đáng kể. Bản mệnh may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán nên vực dậy khá nhiều trong kinh tế gia đình. Tuy nhiên cuối tuần có họa kiếp tài, cần phải thận trọng trước khi quyết định các vấn đề về tiền bạc, tài chính. Thưa quý anh chị tuổi Canh Thân 1980 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Canh Thân nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Canh Thân. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Canh Thân nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, tốt, Mậu Tý 1948, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Canh Tý 1960, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Bính Tý 1996, khá, Kỷ Sửu 1949, trung bình, Giáp Thìn 1964, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Tỵ 1953, xấu, Đinh Hợi 1947, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá,
hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về người con Hàn Bá Du. Thời nhà Hán xưa kia có một người con hiếu thảo tên là Hàn Bá Du, ông chăm sóc mẹ vô cùng cẩn thận, mọi việc đều ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dạy. Dù học vấn của ông ngày một cao hơn, nhưng ông vẫn ghi nhớ kỹ những lời mẹ đã dạy,
Bởi vì mẹ của Hàn Bá Du dạy con vô cùng nghiêm khắc, nên chỉ cần ông bất cẩn làm sai chuyện gì là sẽ bị mẹ dùng roi đánh đòn. Dù rất đau, nhưng Hàn Bá Du luôn cố chịu đựng, không dám cãi lại lời mẹ. Có một lần, ông lại làm sai, khi bị mẹ đánh, Hàn Bá Du khóc rất lớn, mẹ ông thấy vô cùng kỳ quái, hỏi con, từ trước tới nay mẹ đánh anh nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc, sao hôm nay lại khóc lớn như vậy? Hàn Bá Du vừa khóc vừa trả lời, trước đây lúc mẹ đánh con cảm thấy rất đau, cho thấy mẹ có sức lực của tuổi trẻ, thân thể vẫn khỏe mạnh, nhưng hôm nay mẹ đánh con lại không còn thấy đau nữa, chứng tỏ sức lực của mẹ đã dần suy yếu, sức khỏe không còn được như xưa, cho nên con rất buồn rồi cứ thế khóc không ngừng được. Sau đó, câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, mọi người đều khen ngợi Hàn Bá Du là một người con vô cùng hiếu thảo. Cả cuộc đời này, món nợ lớn nhất mà bạn mang chính là mắc nợ cha mẹ, mắc nợ hai người đã sinh ra bạn, cha mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, chăm sóc, trợ giúp ta lớn nên thành người, công ơn to lớn ấy. Báo đáp cả đời cũng không hết, nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Cha mẹ vừa là ân nhân, vừa là người yêu thương và thân cận với ta nhất. Hai người đã đưa chúng ta đến với cuộc đời này rồi lại dày công chăm bẵm mỗi ngày, cho nên nhất định phải biết trân quý từng giây phút tốt đẹp có cha mẹ ở bên cạnh. Những việc tốt với ta, cha mẹ sẽ không tiếc công sức để làm hết cho ta, đồng thời phận làm con cũng cần phải biết, mỗi người là một cá thể độc lập, sớm muộn gì cũng phải từ biệt, ai rồi cũng phải tự phụ trách cho cuộc đời của chính mình, nhưng mỗi người không thể chỉ biết sống cho bản thân mình. Đời người rất ngắn, người nên quý trọng thì phải coi trọng kịp thời, lúc cần phấn đấu thì hãy tận lực cố gắng, đừng để tương lai phải hối hận. Mỗi người làm cha làm mẹ đều muốn trao cho con mình những thứ tốt đẹp nhất. Nếu như hỏi trên đời có tình yêu nào không cần hồi báo, như vậy chỉ có thể là tình yêu cha mẹ dành cho con mà thôi. Có thể bạn đi làm bạn có nhiều mối quan hệ, có bạn bè có đồng nghiệp, khi bạn kết hôn bạn sẽ gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không thể thay thế được hai người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là cha mẹ. Vậy nên, mắc nợ cha mẹ là món nợ lớn nhất mà ai cũng mang và đều phải trả, nhưng cha mẹ rồi cũng đến ngày phải già đi. Những người làm con cái nếu như có thể thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn với cha mẹ, cùng họ trải qua tuổi già được quây quần bên con cháu, thì thật tốt biết bao. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao quen thuộc này là truyền thống hiếu thảo từ bao đời nay của người Á Đông nói chung và dân tộc Việt Nam ta nói riêng, phận làm con cái, đừng bao giờ nói bạn không muốn đến với cuộc đời này. Nên không cần phải hiếu kính lại cha mẹ, không ai trong chúng ta biết được trước sự sống là những gì, đó không phải vấn đề muốn hay không muốn, mà là đã sinh ra trên đời rồi thì phải làm sao. Vậy vì sao nói cả cuộc đời ta chỉ mắc nợ cha mẹ mà thôi, dù cha mẹ không thể tốt đẹp như bạn mong muốn, cha mẹ không phải người hoàn hảo, thì bạn vẫn mang nợ cha mẹ, có những người con bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, vẫn nợ một lần được sinh ra. Con cái nếu cho rằng cha mẹ đã sinh ra mình, thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm bẵm mình thì suy nghĩ đó chính là một sự bất hiếu, ngược đời. Rồi những người con như vậy lại không muốn sinh con nữa, vì căn bản họ không cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng nào trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, điều này thật đáng buồn. Về phần cha mẹ, có nhiều người mang tư tưởng yêu thương gắn liền với sở hữu, càng thương một người thì cần muốn người đó là của riêng mình mà thôi, cho nên cha mẹ thương con. Hy sinh vì con cũng không tránh khỏi quan niệm để nối dõi tông đường, xem con cái là thế hệ tiếp theo để kế thừa ý nguyện, gửi gắm nguyện vọng, ước mơ chưa hoàn thành của bản thân. Có bậc cha mẹ thậm chí còn xem con cái là một loại tài sản, một công cụ, khoản đầu tư để kiếm lợi, nếu cha mẹ dùng đạo hiếu để ép buộc con cái sống theo ý mình. Dù mục đích là mong con hạnh phúc, thì chưa chắc con cái đã cảm thấy dễ chịu với sự sắp đặt đó, càng không nói đến trường hợp cha mẹ hy sinh con cái vì lợi ích của bản thân. Bởi vậy, một mối quan hệ gia đình hạnh phúc, tốt đẹp, cần đến sự cân bằng của cả hai bên cha mẹ và con cái. Cha mẹ cần tôn trọng, tạo điều kiện cho con phát triển và sống đời sống của riêng con. Cha mẹ làm tròn trách nhiệm dưỡng dục, dạy dỗ trên cơ sở xem con là tâm hồn cần trân trọng hơn là một bản sao, một vật sở hữu của mình. Còn con cái có nghĩa vụ vâng lời cha mẹ, nếu điều đó là đúng đắn, làm vui lòng cha mẹ trong khả năng của mình, sống tốt, quan tâm, thăm hỏi và chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Mọi thứ đều dựa trên sự cân bằng, nhưng không phải bằng mọi giá. Cả cuộc đời này, người mà bạn mắc nợ nhiều nhất và duy nhất chỉ có cha mẹ mà thôi. Cho dù bạn giàu có hay nghèo đói, cho là người dân bình thường hay quan lại quyền quý, đều phải ghi nhớ đối xử thật tốt với cha mẹ mình. Người xưa có câu, bách thiện chi thủ hiếu vi tiên, điều thiện có rất nhiều, nhưng chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, bởi không gì sánh bằng chữ hiếu. Khi con ra đời, một tiếng cha gọi thật đơn giản, nhưng cha chính là người để con dựa dẫm cả đời, một tiếng mẹ gọi thật dễ dàng,
nhưng mẹ chính là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Cha mẹ là người cho ta sinh mạng, nuôi dạy ta trưởng thành, cha mẹ yêu thương ta vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia phải có điều kiện thì mới yêu ta. Ở trong mắt cha mẹ, ta giỏi giang cũng được, ta sa sút cũng không sao, vẫn cứ là tài sản quý giá trong tay cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Cha mẹ càng già đi, thời gian để ta ở bên cạnh cha mẹ ngày càng rút ngắn lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi được, ai cũng bận rộn ngày ngày kiếm tiền, giờ giờ giải quyết công việc, liệu có được mấy dịp trở về nhà, ăn cùng cha mẹ bữa cơm. Nói vài câu chuyện với cha mẹ mà không vội vội vàng vàng, gia đình như bến cảng để con thuyền tránh gió, ngoảnh đầu lại vẫn chỉ có cha mẹ ở nơi quê nhà ngóng trông từng bước chân con cái trở về. Để trả món nợ sinh thành, người làm con tốt nhất vẫn là cố gắng sống tốt và hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Làm cha mẹ vui lòng không phải lúc nào cũng ngay theo ý cha mẹ răm rắp, vì cha mẹ cũng là người, cũng có lúc đúng lúc sai, cái gọi là trả nợ. Thực tế là tâm ý hướng tới của mình, chứ không phải chỉ có vật chất, không có mục tiêu thì trả sao cho dứt, trả bao nhiêu mới hết và trả bao giờ thì xong. Cha mẹ già rồi, xin đừng để họ cô đơn, cha mẹ lớn tuổi rồi xin hãy chăm sóc họ nhiều hơn, cha mẹ khổ cực nhiều rồi, xin hãy yêu thương họ thật nhiều. Nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo, để thấy chúng ta đã hiểu sai như thế nào, thật ra tâm nguyện của cha mẹ rất đơn giản. Không phải nhìn xem ta kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu năng lực ngoài xã hội để đem lại cuộc sống giàu sang đến đâu cho họ, mà cái cha mẹ cần. Chỉ là nếu có thể ta dành thêm thời gian về nhà, để cả gia đình được đoàn viên ăn cùng nhau bữa cơm nhà, suốt cuộc đời này, ta mắc nợ cha mẹ quá nhiều, nhất định phải dốc lòng mà trả lại món nợ không bao giờ sòng phẳng ấy, có như vậy thì đời người mới coi như viên mãn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.